Hôm nay là ngày 17 Tây, tháng 1 năm 2021. Phương Linh Mỹ Tho cùng với vợ chồng Hùng Nguyễn về để thăm cái hoàn cảnh của vợ chồng em Giao. Mấy năm trước thì cũng nhờ bên nhờ em Hùng Nguyễn gieo duyên lành ra để giúp cho vợ chồng em Giao có được ngôi nhà mơ ước. Thì chúng tôi cũng nghĩ là sau khi gieo duyên giúp cho em được có cái ngôi nhà mơ ước rồi thì cuộc sống vợ chồng em thoát nghèo. Ai dè đâu bây giờ biết được hoàn cảnh hai vợ chồng khổ tiếp nữa, là hai vợ chồng bị tai nạn, vợ bị cán con chó, rồi bây giờ bị tay chân cũng không có được khỏe, không có đi làm được. Rồi chồng thì đi làm mướn rồi cũng bị tai nạn nghề nghiệp, rồi bây giờ nằm một chỗ. Phương Linh Mỹ Tho xin mời quý vị theo dõi cái video, cũng hy vọng là quý vị xem cái video này thì vợ chồng em Giao cũng đủ duyên để nhận được trợ duyên tiếp theo. Đây em Hùng Nguyễn, chị để em nói chuyện chút. Đây là vợ của Hùng Nguyễn. Hùng Nguyễn, mình cất cái nhà cho em kỳ đó, em gieo duyên cất cái nhà cho em Giao là nay 2-3 năm hả Hùng? Đây cái tấm bản trao nhà tình thương á. Thì cũng cảm ơn hai vợ chồng Hùng Nguyễn đã gieo duyên để giúp cho gia đình em Giao có được căn nhà. Sao không treo lên mà giấu ở trong vậy? Đây là quyết định kinh phí xây nhà tình thương nè. 2018. 2018 nay là 3 năm rồi. Ngày tháng 2. Cho chị hỏi lại hoàn cảnh hai chồng em nha. Bữa hổm thì em sao bị gì? Em tên gì? Lý Thị Phượng. Lý Thị Phượng ha. Em có nhà người ta chở em đi á. Rồi đi hồi về cái em đi xe ôm. Cái chở em cắn chó em té. Rồi nó điện cho chồng em là mấy năm trước á, chị có xin tiền cho em đi về quê thăm cha đó. Em nói từ ngày có chồng mười mấy năm rồi không có về thăm được ông già. Rồi em hổm thì xin nhà hảo tâm tiền cho em, rồi em có rốt cuộc em có về quê không? Dạ có, ông già em chết. Ông già em chết em đi về. Em dột kia đi. Rồi em bị cán chó rồi giờ cái tay vậy đó hả? Cái tay này dưới này với em nhét tay nữa. Vì bể sò não với gãy ba tấm sườn với gãy xương đòn. Rồi em bị gì? Em đi làm, sau này em đi làm gì? Không có đi làm hồ nữa hả? Rồi đi làm gì? Rồi leo lên sao mà bị té? Ê, con kêu hai nhỏ con vô coi. Thằng nào bị bệnh hổm á? Hốt hơn 2 tuổi. Giờ nằm vậy hoài luôn hả? Rồi tiêu tiểu ai đỡ em đi? Lúc tả đi rồi cái tay nó vậy rồi sao nó làm? Bữa hổm gặp em ở trên bệnh viện. Rồi cũng gieo duyên ra mà hổm nay thì cũng không có ai cho tiền em hết. Rồi giờ mới sắp xếp công việc được để em Hùng, hai chồng Hùng dẫn đường chị đi xuống đây chứ chị không biết đường. Bây giờ vậy nè, đi xuống cái nhà của em. Hồi nãy chị đi á ha, là chị thấy từ ở Mỹ Tho đi xuống, qua khỏi cây cầu chợ gạo, rồi chạy xuống cây cầu Bình Phan, qua khỏi cây cầu Bình Phan, chạy tới một đổi nữa thì nằm nhìn phía tay trái là chùa gì? Chùa Phan Long Cổ Tự. Thì quý thiện hữu, quý nhà hảo tâm giúp em Giao đó, thì nếu mà tự đi tới với em Giao thì mình đi qua khỏi cầu chợ gạo, qua khỏi cầu Bình Phan sẽ chạy tới khoảng chừng 100 mét nữa đó thì thấy cái bảng
Phan Long Cổ Tự, quẹo trái, quẹo trái để đường đi vô chùa đó, quẹo quẹo tay trái theo cái hướng đó thì chạy vô đây chị thấy xa lắm, cỡ khoảng 4-5 cây số à, 2 cây mấy hả, sao tôi chạy hoài không thấy tới. À, rồi bây giờ chạy thẳng hoài luôn, chạy thẳng hoài cỡ khoảng giao nó khoảng 3 cây số ha, thì sẽ thấy cây cầu trắng trắng, không phải cây cầu gì, cây cầu dĩ sắt hả, cầu dĩ sắt hả, cây là cây cầu trắng trắng đó, mình thấy cây cầu trắng trắng đó thì quẹo phải, quẹo phải rồi người ta mà hỏi sao biết em, hỏi nhà giao đi làm hồ ha, hỏi giao đi làm hồ té mà giờ nằm chỗ ha, giờ vợ tên Phượng ha, thì bây giờ á chị xuống đây cũng đi với hai chồng anh Hùng Nguyễn, cũng hy vọng là bây giờ về anh chị sẽ tiếp tục để gieo duyên tiếp cho em, rồi nếu mà nhận được yêu thương thì sẽ trở lại ha. Nếu mà quý vị thông qua cái Facebook của Phương Linh Mỹ Tho thì Linh nhận xong rồi Linh và Hùng cũng sẽ trở lại. Số điện thoại của Linh là 091 832 5721. Không, em đọc số điện thoại của em đi, đừng có gì người ta có liên lạc em thì người ta liên lạc được, em dẫn đường đi. 0943 468 319, đó là số điện thoại của em Hùng, còn đây là số điện thoại của em Giao, em đọc số của em đi. Trên ơi, để cũng nhất quyết là giúp cho em tiếp, mà còn tùy duyên nữa, nếu mà được thì trở lại hắn cưng. Nè bây giờ con lấy cái điện thoại của cha con gọi vô cho cô Linh, để cô Linh lấy cái số, rồi cô Linh đọc số nè. 091 0918 32 5721. Rồi con gọi qua. Bấm nút trên chưa? Rồi, quý vị ơi, đây là số điện thoại của em Giao. 0373 081 022. Đây là số điện thoại của em Giao. Phương Linh Mỹ Tho cũng hy vọng là quý thiện hữu, quý nhà hảo tâm biết được đến cái hoàn cảnh của em Giao, giúp cho em. Chứ giờ hai vợ chồng mà không có đi làm được, rồi cuộc sống thì bây giờ phải tiếp tục, xin quý cô chú anh chị tiếp nữa. Hôm nay á, thì trước tiên chị xuống đây ha, thì chị xin được gieo duyên trước, thì chị trích cái 10 ký gạo của em Quỳnh Ngọc Dung trao cho em, rồi chị trích cái 500 ngàn này là của vợ chồng chị Bội, về của vợ chồng chị Bội, công ty Lavender á, gửi cho em 500 ngàn ha. Bội ơi, chị xin đại diện em trao yêu thương cho em Giao, cũng ở Bình Phan chợ gạo, 500 ngàn nha cưng. Chị cũng cảm ơn vợ chồng em rất là nhiều, xin chúc vợ chồng em luôn vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nè bây giờ em nói gì với nhà hảo tâm thì em nói đi. Cảm ơn nhà hảo tâm giúp đỡ vợ chồng em, rất cảm ơn. Rồi thôi ha, chị cũng hy vọng là anh Hùng. Cảm ơn chị nhiều nha, giúp đỡ vợ chồng em. Ờ nay cưng sinh năm mấy quên rồi? Năm 69 ha, còn Giao. À. Rồi thôi giờ niệm Phật đi cưng, rồi hy vọng trời Phật thương thì nhà hảo tâm biết tới rồi để giúp cho vợ chồng em. Chị đi lên bệnh viện chị kiếm em. Ngày hôm qua hôm kia gì đó chị đi lên bệnh viện mà chị kiếm rồi cái không thấy, lại cái phòng đó đó không thấy.
chị đi phát quà bữa hổm là đi phát quà lầu 1, lầu 2, lầu 3 luôn. Nói chung là chị đi dài dài á, rồi cái chị lại cái phòng em chị không thấy. Rồi ở đó rồi biết rồi Cương đi về rồi. Rồi thôi Linh cũng hy vọng em giao được giúp tiếp, thì Linh cảm ơn quý vị rất là nhiều.